Chim của người hay xin chào các bác. Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ năm, rất là tuyệt vời đúng không? Trời vẫn còn hơi hơi rét, và hôm nay thì chim của người hay chia sẻ với các bạn một trong những cái điều cần thiết để cho các bạn thành công trong cái thời buổi ngày hôm nay. Vì sao lại là cần thiết? Bởi vì tôi sẽ chia sẻ một cái kiến thức dù nó là nho nhỏ nhưng có lẽ nó sẽ hữu ích cho mọi người, đặc biệt là những các bạn đã đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay và là những fan hâm mộ của Thao Chim Cô Gái. Bản thân mình cũng đã phải trải qua cái giai đoạn đó, và mình chia sẻ cái điều này đến với các bạn, đó là cái thao tác xử lý chữ trên ảnh qua phần mềm Photoshop. Để trước khi hướng dẫn cái đấy thì mình cũng xin phép được quay màn hình và thao tác trên màn hình luôn. Đây là cái màn hình 27 inch của Chim Quay Hay các bạn ạ. Thì cái công việc phòng làm việc của mình thì luôn luôn có hai cái máy tính, và trong gia đình thì có ba cái. Thì các bạn thấy là cái nhu cầu bán hàng online và cái cách kiếm tiền online bây giờ nó không còn phải là không ai thì có thể là phủ nhận được đấy. Nó không như cái bán hàng theo kiểu truyền thống ngày xưa nữa. Ngày xưa thì chúng ta cần phải gian hàng, cần phải kho, cần phải quảng cáo biển hiệu, nhưng bây giờ biển hiệu, kho và nhân công và tất cả cách chúng ta đều ném lên internet và thao tác. Thì chính vì vậy cái âm thanh, cái hình ảnh nó sẽ đi đến nhanh nhất đối với những khách hàng, những bạn, và đặc biệt là những người như Chim Cô Gái Hay là sẽ luôn luôn được tỏa sáng, cũng như các bạn muốn bán cái gì, muốn thể hiện cái tôi cái gì, thì đó chính là cái phương thức. Bây giờ tôi xin nói tắt, có thể nói một cụm từ xúc tích nhất, đó là truyền hình cá nhân. Hiện bây giờ thì Chim Cô Gái Hay cũng có cái kênh YouTube và kênh Facebook rất là nhiều người theo dõi. Thì tôi sẽ xin phép đi vào vấn đề chính luôn. Và hôm sau thì tôi sẽ chia sẻ cái phần mềm Camtasio, là cách phần mềm biên tập phim, hay còn gọi là biên tập video. Thì bài hôm sau thì tôi sẽ ra. Còn hôm nay tôi sẽ chia sẻ hai cái kiến thức là chèn chữ vào ảnh để chúng ta đăng lên Facebook và YouTube. Đấy, rất là đơn giản thôi. Tôi xin minh họa. Đây là cái ảnh tôi xin phép tôi sẽ tìm kiếm ở trên. Đó, tôi ghi vào logo. 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 Tôi vào cái ổ D tôi tìm logo. Đó, thì đây là những cái ảnh logo của Chim Cô Gái Hay. Các bạn thấy đây. Đây là cái ví dụ. Ví dụ tôi xin phép ví dụ đây là cái ảnh này đúng không ạ, tôi copy nó ra chỗ khác, tôi để ở màn hình đây. Thì đây là cái tôi đây là cái ảnh, ví dụ tôi muốn chèn cái một cái thông điệp gì đấy, cái bức ảnh này tôi đăng lên Facebook, thì tôi xin phép là giới thiệu từ mức độ dễ đến mức độ khó. Mức độ dễ là các bạn dùng phần mềm trên bản thân trên Windows là dùng cái chức năng Paint. Tôi xin phép ví dụ nhé, mà tôi sẽ copy một bản ra đây. Đó, vừa rồi tôi copy thì các bạn giữ giữ phím Ctrl và nhấp chuột nhấp sang bên cạnh thì nó sẽ tạo thành một bản copy. Và tôi thực hiện bản chưa copy trước. Các bạn phải chuột và chọn Open with và chọn Paint. Đấy. Trên máy tính của mình cài phần mềm Adobe Photoshop CS3 và phần mềm xem ảnh, phần mềm Paint, phần mềm vẽ, thì nó đơn giản thôi. Đây là cái phần mềm Paint các bạn ạ. Thì trên cái bức ảnh nguồn gốc cái này thì trước đó mình sử dụng cái phần mềm Photoshop mình kéo một cái bức ảnh con chim bậu trên đầu này. Đấy, mình không muốn cắt không, cái này là nó chỉ là sơ sơ thôi, nhưng hôm nay nội dung chính là tôi sẽ chèn cái chữ vào đây. Ví dụ như là tôi các bạn vào cái phải chuột thì các bạn mở ra như này, thì tại giao diện này các bạn vào cái thẻ home và thẻ view, đây là tôi dùng Win 8 nhé,
Còn Vinzy thì các bạn đều biết là cái chương trình vẽ này nó cũng chỉ là có chức năng cơ bản thôi. Đây là những cái vùng chọn này, đây là các công cụ để vẽ này, đây là bút này, và đây là các hình khối này, rồi đây là các bảng màu. Về cơ bản là như vậy. Còn view này là chế độ hiển thị to hơn này, đấy, nhỏ hơn này, rồi một số tính năng khác. Tôi đi vào vấn đề chính luôn, là tôi vào cái thẻ home và tôi chọn cái biểu tượng chữ A, bấm vào biểu tượng chữ A và tôi định gõ chữ vào đây. Tôi định gõ chữ vào trên cái cánh đồng lúa này chẳng hạn, tôi sẽ gõ vào đây, tôi bôi vào cái khung này và con trỏ đang ở đây. Cỡ chữ là 36, kiểu chữ là kiểu chữ dày hay nghiêng hay gạch chân, và màu thì là màu gì thì các bạn chọn ở đây. Thì tôi sẽ ghi là chim chim cu đấy hay rồi hay chấm com đúng không ạ? Đây là website của tôi, và tôi có thể gõ luôn cái từ gọi đưa con chọn lên đầu, nó như trên Word thôi nhá. Web website hai chấm, cái phần nó bị co này là các bạn có thể đưa vào cái phần khung này, đưa đúng là khi con trỏ nó thành mũi tên hai đầu, các bạn kéo dài ra thì nó sẽ không không đó. Và các bạn thấy không, đương nhiên cũng tương tự như cái chiều ngang này. Bây giờ các bạn bấm ra ngoài đây cái là tự nhiên là nó sẽ đấy, các bạn enter. Hot hot ra hot đúng không ạ? Hot ra này đúng không ạ? 0 3 3 5 3 0 5 9 8 2 gạch ngang 0 9 8 9 1 7 7 9 8 2. Đó thì cái này thì các bạn nên bôi đen để các bạn căn chỉnh. Đấy. Các bạn có thể lấy chữ màu gì đấy, các bạn đưa vào đây. Đó, 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 đó. Đưa vào vàng nhạt này, đưa vào vàng sẫm này, đưa vào xanh này, đưa vào tím này, đưa vào đỏ này. Đưa. Đó, đó. Thì màu vàng nhạt này tôi thấy là nó hợp lý nhé. Tôi sẽ chọn màu này. Đấy. Và các bạn định cỡ chữ thì các bạn bấm vào đây. Cỡ chữ 24, 26, 28 đúng không ạ? 36 48 đấy, để 36 này 28 này đúng không ạ? Bấm vào 28 và các bạn chọn chọn kiểu chữ này đấy, hết béo này béo này đấy, nghiêng này đấy. Thì còn sau khi như thế thì các bạn chỉnh làm sao cho nó đưa con trỏ vào đây. Các bạn chỉnh ở giữa giữa trung 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 ảnh bằng người ấn chung cách đó, đó. Thì sau khi chỉnh chuẩn rồi, cân đối rồi thì các bạn enter, các bạn bấm nháy ra đây thì lúc này là tự nhiên nó sẽ chữ nó sẽ dán vào cái hình liền này. Và đây là cái cái chức năng đơn giản thôi. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh nó ở vị trí nào, màu gì, chữ gì, khổ to khổ lớn, nghiêng đậm các kiểu đúng không? Thì sau khi làm như thế thì các bạn lưu nó vào, các bạn file save e, chọn lưu với chế độ là file jpg mà tôi xin phép là ảnh pen 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 đó, thì tôi sẽ lưu vào đây. Thì sau khi tôi lưu như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái file ảnh chính là cái này, các bạn thấy không? Ảnh pen, và tôi mở ra thì mặc định ứng dụng ở trên Photoshop nó cũng sẽ chạy. Tôi xin phép tắt bỏ đi. Đây là cái ảnh pen, và bây giờ là chúng ta có thể là đăng, chúng ta có thể copy những cái bức ảnh ở trên trên mạng về đúng không? Chúng ta có thể copy những cái bức ảnh ở trên mạng về, chúng ta xử lý một cái nguồn là như vậy. Đấy. Thì chúng ta có thể đăng, ta vào cái
Facebook của chúng ta. Chúng ta vào cái Facebook đây, chúng tôi vào Facebook đây, và chúng ta đăng ảnh đây, chúng ta đăng ảnh đúng không? Chào buổi sáng chẳng hạn, chào các anh em đam mê sinh cu đúng không? Ủa, cái này là do chế độ giấu. Đấy, tôi xin phép của tôi lại chạy cái chương trình Unity. Đó, đây. Đấy, thì tôi sẽ gõ lại. Chào các anh em đam mê chim cu. Một ngày mới tốt đẹp đúng không nhé, chúc để chúc một ngày mới tốt đẹp nhé. Và tôi sẽ đăng kèm cái bức ảnh tôi vừa làm ra, đó là sản phẩm của tôi, cũng như các bạn làm theo như vậy. Cái này là kiến thức này rất là cơ bản thôi, nhưng mà mình cũng xin chia sẻ. Đó chính là cái file này đúng không, tôi đặt tên sai đi vào đây đó, rồi tôi sẽ đăng lên đúng không, tôi sẽ đăng lên đó, và tôi muốn đăng thêm cái bức ảnh nào nữa thì tôi cứ vậy thôi đó. Đó, tôi cứ vậy thôi, tôi đăng cái bức ảnh này thôi. Tôi muốn đăng thêm bức ảnh nào, tôi sẽ phím Ctrl để tôi chọn cái ảnh đó. Đây là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời đúng không? Đó, đây là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời tôi đã sưu tập được anh em nhé. Đó, thì tôi mở nó lên đó, và trong đó là tôi sẽ đăng, tôi sẽ đăng, tôi mới đăng. Thì kính thưa các anh em là nó sẽ đăng lên đúng không ạ? Đấy, thì cái việc mà đăng bài trên Facebook là cái việc không thể thiếu được khi các bạn khẳng định cái thương hiệu cũng như cái mặt hàng cũng như cái mà các bạn muốn truyền tải thông tin đến các bạn. Ngoài cái việc các bạn phát ra bằng những âm thanh và bằng những hình ảnh, thì hôm nay là tôi xin chia sẻ là một trong những cái nhu cầu của các bạn nên có một cái máy tính hoặc một cái cơ thiết bị điện thoại để các bạn thể hiện cái tôi của các bạn trên cái thế giới mạng internet cộng đồng. Thì đây là cái thông điệp khi các bạn thấy là mọi người nhìn thấy một cánh đồng lúa, một cái ngọn núi bao vì như thế này, và trên đó là một con chim và một cái thương hiệu như thế này, mặc dù nó rất là nhỏ nhoi, nhưng biết đâu đó sẽ có một ai đó người ta yêu thích chim cu, người ta sẽ rất thích cái bức ảnh này đó. Hoặc là những cái bức ảnh này cũng vậy thôi. Đấy, những cái bức ảnh này là những cái khoảnh khắc đúng không ạ? Đó, đấy, những khoảnh khắc con chim được bay trên bầu trời đúng không ạ? Con chim như thế này là con chim mình thả ra mình chụp. Đấy, các bạn thấy là tuyệt vời đúng không? Đấy, thì là ở trên cái video này thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái phần nho nhỏ, bạn nào biết rồi có thể bỏ qua, bạn nào chưa biết thì sẽ làm từ cái việc cơ bản để chăm sóc cái trang thương hiệu cá nhân của mình trên Zalo, trên Facebook và trên YouTube. Thì các bạn biết là chim cu quay 2 cũng rất thành công từ cái việc phát triển trang cá nhân là trang Facebook này. Facebook này các bạn biết thừa là cái mức độ ở bạn bè của mình rất là nhiều đúng không ạ? Bạn bè của mình gần 5.000 bạn bè rồi. Đấy, bạn bè 4.441 bạn bè đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Và các bạn thấy là cái kênh YouTube của mình cũng vậy thôi. Thì bài hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn cái cách các bạn biên tập video để chèn chữ vào video và chèn thêm những cái âm thanh như kiểu là phim tài liệu hoặc là những cái vấn đề. Đó, đây là
trên cái kênh này là mình đã thiết lập được cái yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời du của bầm vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, ầm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào màu, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm nó có rất nhiều những cái thông tin đó, và những cái thông tin khác ở dưới nữa đây các bạn nhìn. Thì hiện giờ Facebook của mình cũng đã rất là nhiều, và cái YouTube của mình thì các bạn biết đây là thực tế là 21.255 người đăng ký. Thì ngoài ra thì để ở mức độ sâu hơn, mình xin phép giới thiệu các bạn là sử dụng cái phần mềm Photoshop chèn ảnh. Đây mình phải chuột, mình chọn Open With, chọn Adobe, thì tự nhiên là chương trình Photoshop nó mở ra. Đây mình đang xử lý trên cái file copy ban nãy, và có rất nhiều cái chức năng. Đây là những cái thanh công cụ, đúng không? Nhưng tôi xin phép giới thiệu với các bạn là một cái chức năng, đó là cái biểu tượng bên đây. Thanh công cụ này nó có cái chữ T này. Đây, các bạn bấm vào đây và các bạn chuyển sang đây. Đây, các bạn gõ, đúng không? Website. Web size 2. Chim cu gáy 2.com, đúng không? Hotline. Trước mắt là các bạn như vậy, sau đó là các bạn sau khi các bạn gõ xong thì các bạn bấm vào cái biểu tượng chữ FX này, các bạn chọn stock. Đấy, thì các bạn chọn cái chữ màu, màu này là màu bên trong khung chữ, các bạn chọn màu vàng đi. Đấy, ok. Đấy, độ dày của chữ rồi mọi vấn đề các bạn định, mặc định là 3, thì các bạn nếu mà các bạn để đấy, cái độ là độ bóng của nó đấy, mặc định để làm 3 các bạn nhé. Bạn phải gõ thẳng trực tiếp lên là 3, ok. Sau đó là các bạn chọn cái mày, cái này là cái màu, đây là nền vàng, cái chữ bên trong là chữ đỏ. Thì nếu như các bạn muốn là chọn cái độ bóng bên ngoài của nó màu đỏ đi, ngược lại đi, đấy, thì các bạn chọn cái phần nền của chữ, các bạn chọn màu vàng. Đấy. Đấy. Thì nó cũng không sao cả, đúng không? Ngược lại cũng vậy thôi. Đó. Và các bạn thay đổi cái cỡ chữ này. Đấy. Các bạn có thể thay đổi được mà. Đây. Đấy. Khi mà bấm này các bạn phải bấm vào chế độ này. Các bạn di chuyển, các bạn bấm vào cái biểu tượng có cái dấu cộng và mũi tên này thì tự nhiên là nó sẽ ấy vào giữa đây, giữa đây, và các bạn bấm vào đây thì các bạn thấy chưa, nó đang nhấp nhỏ con trẻ, con trỏ như thế này, thì các bạn bôi đen này, và các bạn thay đổi cái độ PT, độ cỡ chữ, các bạn có thể bấm lên 36 đấy ạ. Đấy. Thì đấy là thay đổi cỡ chữ, thay đổi kiểu chữ này, đậm nghiêng các kiểu này, đúng không ạ? Thay đổi dạng chữ này. Đấy. Rồi có thể là các bạn có thể dùng cái tính năng độ khung của chữ. Đấy. Đấy. Ở chế độ khung này là các bạn hình dung là nó ví dụ như nó như này. Đấy, đúng không ạ? Ví dụ như thế này. Đấy. Thì các bạn điều chỉnh cái khung vừa thôi, hơi hơi khung thôi. Đấy, kéo lại hơi khung, khung một chút, hơi hơi gọi là hơi hơi. Đấy. Đấy, sau đó là các bạn ok. Đấy. Và các bạn lại bấm vào cái thẻ có cái mũi tên và dấu cộng này, thì các bạn di chuyển nó
Rõ ràng đây là một cái công cụ của Photoshop rất là cơ bản. Nếu như bây giờ các bạn muốn chữ đỏ mép ngoài là màu vàng, đây là bên trong là vàng và mép ngoài đỏ, thì các bạn lại làm lại như thế này. Các bạn bấm vào đây, các bạn đang báo là đây vàng ngoài đỏ, thì các bạn bấm vào đây là vàng. Nếu hai cái cùng là vàng thì các bạn thấy nó thì vàng tất cả, đúng không? Thế bây giờ là các bạn lại phải đó. Đó. Sau khi các bạn muốn thay đổi cái gì ở chữ thì các bạn phải bấm vào chữ T, thì các công cụ liên quan đến cái phần chữ thì nó sẽ báo ở đây và các bạn có thể thay đổi màu. Đấy. Thì với kinh nghiệm của mình thì màu vàng với màu đỏ nó sẽ rất là nổi. Thường là các bạn để chữ đỏ mép ngoài màu vàng như thế này trông rất là nổi các bạn ạ. Đấy. Thì cái này là kiến thức cơ bản về Photoshop. Còn những cái chức năng bên trong thì thực ra là bản thân các bạn muốn tìm hiểu sâu xa, các bạn làm độ sáng, độ tối, độ khung ảnh, rồi những cái kiến thức khác thì mình sẽ chia sẻ vào một cái những cái bài khác mà theo những cái comment của, nếu như các bạn nào mà có xem video dưới này mà muốn phát triển thêm, muốn có ý tưởng gì, hoặc là có hãy comment cho mình một vài một cái dù là một cái sự tương tác nhỏ nhỏ nhất, tôi rất thích những cái việc tương tác đó. Nên là các bạn yêu cầu hoặc các bạn gợi ý hoặc là tự hỏi, tôi sẵn sàng có thể chia sẻ, tôi sẽ chia sẻ. Và từ nhiều cái vấn đề trao đổi qua lại đó thì tôi sẽ biên tập tất cả những cái câu hỏi của các bạn để tạo thành những cái video. Tôi hứa là ra hàng ngày luôn, thậm chí một ngày ra một vài video luôn. Thì các bạn thấy là hiện bây giờ thì bản thân mình cũng chẳng phải làm thuê, làm công cho ai cả. Bản thân chỉ có chăm sóc cái trang trại chim của mình. Và mỗi một ngày chỉ dành ra khoảng một thời gian nhất định nào đấy để đăng bài, để quảng bá cái thương hiệu chim gáy và những con chim hay của mình. Mình có thể quảng cáo qua Facebook, qua ảnh, qua máy, chỉ cần một cái điện thoại hoặc là một cái, bây giờ điện thoại cũng rẻ, điện thoại 4 triệu, cái iPhone 6 rất là led rồi. Các bạn có thể là tận dụng những cái đấy. Máy tính thì các bạn mua một bộ máy tính bình thường chắc cũng chỉ mấy triệu thôi, nếu máy máy cũ thì có thể 2 triệu, 4 triệu tùy. Thế nên là các bạn có thể tự chăm sóc cái thương hiệu cá nhân của các bạn qua cái phần mềm Paint và phần mềm Photoshop để đăng tải cái số điện thoại, địa chỉ và những cái thông điệp mà bạn muốn gửi đến quý khách hàng của các bạn. Đó là cái sự thành công mà tôi xin hướng dẫn đến chọn cuối, là ở đây là giao diện Photoshop mà các bạn lưu này. Lưu ý cái phần này nhé, file này, chọn save as đấy, và các bạn nhớ là các bạn mặc định là đang ở phần Photoshop thì nó là phần mở rộng, nó là PSD và PDD, thì các bạn phải bấm vào cái tùy chọn này và các bạn chọn .jpg nhé, đây, jpg đấy. Các bạn chọn bấm đây đúng không, và các bạn xử lý cái tên của nó là đây là cái này là tôi thì ảnh photo Photoshop đấy. Thì sau đó là các bạn lưu vào đâu, các bạn lưu vào ngoài màn hình đúng không, desktop này. Các bạn có thể lưu vào đâu trên máy tính cũng được, cho nó lưu vào màn hình ở bên server. Thế như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái bức ảnh JPG đúng không, thì đó không phải là phần mở rộng của Photoshop. Và các bạn lưu cái này, bây giờ nó mới yêu cầu lưu ở dạng Photoshop này. Thì các bạn lưu vào thì lần sau các bạn mở ra thì bạn vẫn có thể sửa lại cái chữ này được với cái định dạng của Photoshop. Còn cái JPG ở đây thì nó sẽ mặc định, nó sẽ lưu rồi, không thể gì được cỡ cả. Các bạn thấy đây là preview, tôi view lên đấy, các bạn thấy không, đây là cái sản phẩm của chúng ta là xử lý Photoshop. Mà tôi khuyến khích các bạn nên xử lý Photoshop, bởi vì cái Paint này dành cho những người mới chơi thôi, những người nào chơi sâu là xử lý Photoshop nó rất hay đấy. Cái chữ và những cái điều chỉnh nó rất là đa dạng, nó rất là nổi bóng đúng không đấy. Thì mình cũng đăng lên trên Facebook và trên YouTube cũng được thôi đấy. Các bạn có thể tạo ra những cái ở cái phần bài sau thì mình hướng dẫn các bạn phần mềm Camtasio, đây là phần mềm Camtasio
thì mình sẽ nói qua. Cái này rất là dài các bạn ạ, nhưng mà mình sẽ theo phương pháp là cầm tay chỉ việc, là phương pháp đấy, là phương pháp các bạn biết là đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào cái mục đích và chúng ta đang muốn thực hiện. Thì đây tôi sẽ giới thiệu các bạn tự biên tập từ những cái bức ảnh, từ những cái đoạn phim tôi quay được điện thoại, tạo thành một cái tác phẩm của mình. Thì đó là cái sự chia sẻ hết sức là chân thành. Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh của mình và sẽ có những câu hỏi ở bên dưới. Tôi hứa sẽ trả lời 100% và tôi sẽ biên tập thành những cái chủ đề mới nhất. Và hàng ngày tôi ra những cái video về những con chim, về những cái cảnh, về cái đam mê của tôi. Đó, các bạn thấy đó là tôi sẽ đăng bài tiếp, đúng không ạ? Tôi sẽ đăng bài. Bây giờ tôi sẽ đăng và tôi sẽ chọn cái điết khúc. Sau đó là tôi sẽ chọn cái bức ảnh mà tôi vừa làm trên Photoshop, chính là bức ảnh này. Nhưng mà nó là dạng tôi lưu dạng JPG. Còn cái ảnh này là tôi đó JPG. Nó là các bạn thấy là tôi sẽ đẩy lên. Đây là gọi là hướng dẫn xử lý chèn chữ trên Photoshop. Đấy. Chia sẻ kiến thức các bạn nhé. Đây là chia sẻ nhé, chứ không có cái cụm từ thầy giáo học trò đây nhé. Đây là chia sẻ và tôi đăng đó. Thì tôi thấy là chia sẻ lên như thế này thì trong đó là những cái người bạn và những người theo dõi họ sẽ nắm bắt được những cái thông tin này, hoặc là nó sẽ lan truyền những cái bức ảnh trên mạng xã hội rất là nhanh. Đấy, nếu như các bạn có những cái nội dung đó, bè bạn xã Ngọc bày tỏ cảm xúc này, rất nhiều bạn đúng không ạ? Đấy thì các bạn có trái tim luôn đây này đó. Thì mình cũng rất là ok, mình cũng trái tim lại các bạn đúng không ạ? Đấy thì là rất là tuyệt vời đó. Thanh cảm ơn, ví dụ thế. Thì đến đây thì cũng xong cái nội dung và cái chủ đề. Các bạn thấy là trên kênh của mình, Facebook của mình đều chèn những cái chữ như thế này, trông nó rất lộn. Nếu như các bạn, cái này là chèn là chữ ở dạng pen này, cái này chèn là dạng Photoshop này, thì các bạn thấy là nó chuyên nghiệp hơn, nó bắt mắt hơn, nó dễ đi vào âm thanh hình ảnh mắt. Đấy các bạn đấy, đây là một cái thành quả của một thời gian mà mình miệt mài, không ngủ sớm, không dậy muộn, và đó là những cái việc mà mình. Đây là cái nhạc chờ của mình này. Đó, cái nhạc chờ nha, các bạn gọi đến là có cái chuông này luôn. Đó, hoặc là mình để nhạc chuông cũng như thế này. Đấy. Thì các bạn đầu tư cho cái kênh của mình thì các bạn phải đầu tư đến nơi đến chốn. Các bạn phải đầu tư thương hiệu, logo, website. Rồi miễn phí là có Facebook, YouTube, và các bạn đầu tư kiến thức, chính là những cái phần mềm sử dụng xử lý ảnh, xử lý phim, phần mềm cắt ghép, phần mềm convert, tất cả những phần mềm đó các bạn nên biết. Bởi vì nếu như các bạn có những cái kiến thức đó, các bạn sẽ rất đam mê, các bạn sẽ biên tập những cái bức ảnh những đứa con của các bạn, rồi những cái video gia đình để các bạn lưu lại, và các bạn tạo cho mình một kênh YouTube để các bạn lưu giữ lại tất cả trên mạng. Các bạn hãy yên tâm là sẽ đồng hành cùng với Thao Chim Cô Gáy, và Thao Chim Cô Gáy sẽ chia sẻ tất cả thời với mình đã trải qua, đã thành công ở mức độ nào, mình sẽ chia sẻ 100% năng lượng cũng như là tâm huyết của mình để cho các bạn. Đấy, đây là những cái điều mà không thể phủ nhận được, nó rất là tiện lợi trong cái thời buổi công nghệ thông tin thời đại 4.0. mọi người tương tác gọi là không cần phải gặp nhau, vẫn có thể hiểu về nhau và vẫn có thể chuyển khoản cho nhau, vẫn có thể quan tâm đến nhau. Đấy. Thì cuối video thì mình xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả, và hãy đăng ký để tiếp tục đón nhận video mới nhất, và sau mình sẽ chia sẻ cách làm phim. Đấy, thì mình xin dừng video tại đây. Đó, thì các bạn thấy là thật là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, tự nhiên là cái website này nó mở ra. Đấy.
Như sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy, má ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, đây là cái website của mình. Website các bạn nhìn đây, chimcugáy2.com. Đây là cái website. Đây. Thì tự nó sẽ có những cái slide, đó là những cái khoảnh khắc về mình bán lồng chim, rồi các bạn thấy là những cái banner bất động sản. Cái này là đều là do học hỏi, do tìm tòi, do những cái đam mê, do đấy các bạn nhìn thấy liên hệ này. Có rất nhiều, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy đây là những chú chim rất là đẹp, đúng không? Đây là cái phôi quả trứng này. Đấy, ngoài ra là các bạn có thể biết đến là chim cu gáy hay Ba Vì, Hà Nội. Các bạn biết là cái style này là cái dịch vụ miễn phí về website cho trên bên Google. Thì đây là cái này là mình cũng ok rồi. Đấy, các bạn thấy không? Chim cu gáy hay, đấy, thôn Xuân Hòa, đến số điện thoại, rồi những cái mặt hàng chính biểu tượng, rồi kính chào sức khỏe, an khang thịnh vượng, đúng không? Rồi liên kết đến Facebook, Google, YouTube, website. Đấy, thì bản thân những cái này là các bạn thấy là không phải là một sớm một ngày mà các bạn làm ngay được, nhưng đó là những kiến thức mà bản thân chim cu gáy hay từ cái thời còn thanh niên, từ cái thời còn sinh viên đã luôn luôn học hỏi mày mò để làm sao mà có được những cái thành quả. Đấy, đà điểu, đấy, chim tranh, chuột, rất cả. Chúng ta không từ bỏ những cái cơ hội nào để chúng ta tiến thân, chúng ta hoàn thiện bản thân và chúng ta kiếm tiền. Nhu cầu kiếm tiền là một nhu cầu chính đáng các bạn ạ. Đấy, để các bạn nên nhớ là đây, các bạn thấy là mình khắc cả những cái dấu thương hiệu. Khi mỗi một đơn hàng gửi đi là mình đều đóng những con dấu này để niêm phong, để khẳng định cái thương hiệu đó là thương hiệu có thật. Đấy, các bạn thấy là đây là những cái khoảnh khắc mình chịu khó mình đi đó, mình chụp, mình tạo nên cái kênh mà các bạn thấy là bấm vào đây tự nó sẽ liên kết đến trang YouTube của mình và tự nó sẽ quảng cáo cho mình, đúng không ạ? Đấy, tự nó sẽ quảng cáo lên. Đấy. Đấy. Các bạn thấy đấy. Đó. Nó rất là ok luôn. Yêu sao tiếng gáy chim cu. Đấy, thì đây là những cái cặp chim thực tế của mình luôn. Ngày xưa mình cũng chèn bằng cái bên, sau này mình mới học bổ sung thêm là cái Photoshop, và bên bây giờ mình sẽ chia sẻ cái tư duy và cái kiến thức dù không nhiều để cho các bạn làm theo. Đấy, và hiện giờ cái kênh YouTube của mình đã rút tiền hàng tháng được rồi. Đó là cái nguồn lương hưu của mình, đó là nó còn lớn mãi mãi về sau. Sau này mình không phải làm cho một công ty nào cả, mình không làm thuê cho ai cả, mình làm cho chính bản thân mình. Và đây là cái bảo hộ là lớn nhất. Các bạn lên mà đặt mật khẩu cho cái Gmail, cho cái YouTube, cho Facebook của bạn thật hai lớp, thật cực kỳ chỉ rằng phải tránh trường hợp mà bị hack, bị mất. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ chân thành, bổ ích thì các bạn hãy cho một like, hoặc là còn để làm động lực cho mình làm những video tiếp theo, hãy đăng ký hàng ngày. Có thể là buổi sáng tầm 8 đến 9 giờ mình sẽ ra video, hoặc buổi chiều tầm 3 đến 5 giờ, hoặc buổi tối là từ 7 đến 9, 10 giờ. Các bạn yên tâm là mình sẽ trong 3 buổi mình sẽ ra một video. Đấy, nếu không phải là video chim thì sẽ là video kiến thức và những cái sự trưởng thành, những cái câu chuyện thực tế xảy ra đối với mình mà mình đã thành công đến mức độ nào mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người. Xin cảm ơn các bạn.